Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ có dòng XA55ES của Sony. Đây là cái mẫu đầu CD cuối cùng trong cái dòng ES được trang bị một cái bộ lọc kỹ thuật số có khả năng biến đổi và nó có một cái bộ nguồn nâng cao gồm 3 cái tần phô xuyến là các anh. Cái con này thì nó được phát hành lần đầu vào năm 98 và rất là nhiều anh khi mà tham khảo về cái dòng này sẽ so sánh với cái dòng 365 ESG á thì con này đời nó cao hơn rất là nhiều và cái chất lượng âm thanh của nó cũng vượt trội hơn so với cái dòng 365 ESG nha. Hiện tại thì con này Bách mua về với tình trạng còn rất là đẹp và chúng ta sẽ có remote zin theo đúng đời của nó. Bây giờ thì Bách sẽ quay thật là kỹ để các anh có thể ngắm nhìn và cũng có thể đánh giá được một vài cái chi tiết vượt trội trên cái dòng XA55ES này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái remote zin theo đúng đời của XA55ES và dòng ES nói chung á, Sony sử dụng một cái remote với thân thon và dài như thế này chứ không phải là những cái cây dẹp bản rộng nha các anh. Đó. Ở trên cái trang database á, người ta cũng có in đầy đủ tất cả những cái thông tin về máy cũng giống như là những cái phụ kiện đi kèm. Cho nên là nếu phân vân các anh có thể tham khảo kỹ ở trên những cái trang đó. Ở đây là cái phần thân máy chính nè các anh. Thì chúng ta sẽ có một cái gương mặt với cái gam màu vàng chanh rất là đẹp ha. Và nó sử dụng cái khay đĩa nằm ở giữa. Thì ở trên cái phần khay đĩa này chúng ta có một cái nắp rất là lớn và bên trên này nó có tích hợp luôn cả cái màn hình LCD luôn. Bây giờ anh em mình sẽ test một vài cái tính năng của nó ha. Dàn cơ của những con XA nó chạy rất là êm các anh và nó chạy cực kỳ đầm luôn. Chúng ta sẽ có một cục chặn với cấu trúc khay đĩa như thế này. Rồi, mình thử về cái độ nhạy và tình trạng của mắt luôn nha. Thì những cái con CD Sony á, nó có một đặc trưng là mắt nó nhận đĩa và phát nhạc rất là nhanh. Gần như là nó không có độ trễ, chỉ khoảng từ 1 tới 2 giây thôi. Chúng ta sẽ thử qua một vài bài nha các anh. Con này thì bắt test với một vài loại đĩa khác nhau rồi và hầu như là nó không có kén đĩa. Đó, các anh có thể thấy là nhận và phát rất là nhanh này, hầu như là không có độ trễ. Chúng ta sẽ có những cái nút chức năng rất là quen thuộc được đặt ở những cái vị trí như thế này. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái logo nó in là 24 bit. Rồi, tem mát đầy đủ ha và gương mặt của con này cũng rất là đẹp các anh. Gương mặt rất là đẹp. Toàn bộ cái phần gương mặt này thì nó được làm bằng kim loại nhưng mà ở phía dưới thì nó sẽ phay xước và cái phần bên trên này thì nó sẽ sơn mờ nha. Đó. Chứ không phải là nó phay xước toàn bộ. Tình trạng gương mặt còn rất đẹp ha. Và các anh có thể thấy là mắt và cơ hoạt động rất là hoàn hảo. Đây là phần nắp lưng với những cái ốc vít và Bách đã tháo sẵn ra bên ngoài rồi. Ốc vít của nó còn rất là sáng màu các anh, không có bị ten xét gì ha. Rồi, remote mình sẽ cho sang một bên. Đây là cái phần ốp hai bên hông. Thì dòng XA55ES này nó sẽ sử dụng một cái nắp thép ở trên cái phần lưng và hai bên thì chúng ta sẽ có hai cái tấm kim loại được phay xước như thế này. Hai cái tấm này là hai cái tấm nhôm đúc nguyên khối các anh. Hầu như là không có trầy xước gì ha, còn rất là đẹp. Rồi, ở bên này cũng vậy, tương tự. Nắp lưng của con này cũng còn rất là đẹp nè các anh. Thì khi mà quan sát gần các anh sẽ thấy bề mặt sơn rất là hoàn hảo và gần như là nó không có trầy xước gì đáng để chúng ta bận tâm cả. Ở đây là khoang nội thất nè. Trên cái dòng XA55ES thì mình sẽ có một cái sự thay đổi giữa đời năm 99 và năm 98. Thì cũng có nhiều khách hàng thắc mắc với Bách chỗ này rồi. Ở trên cái con mà sản xuất năm 98 á, thì cái phần tân phô đầu tiên này nó sẽ có một cái tấm ốp bằng thép. Còn ở trên cái đời mà sản xuất năm 99 thì nó loại bỏ cái phần đó đi. Thay vào đó thì nó sẽ có một cái phím đồng dài lót ở phía dưới của cả ba tân phô luôn. Thì nhiều khi á, là các anh không biết là qua 2 năm sản xuất nó thay đổi cái chỗ này. Cho nên là các anh lo lắng về cái việc là không biết máy nó có bị thay thế sửa chữa gì hay chưa đó. Thì cái này là đúng nguyên bản của nó nha. Và con này thì phát hành năm 99 nè các anh. Thì ở dưới phần mô tả của video á, Bách sẽ để cái link của cái sản phẩm này do nhà phát hành người ta công bố này. Thì các anh có thể tham khảo kỹ và một cách chính xác ở trong cái link đó. Đi sâu vào khoang nội thất thì con máy lần này các anh có thể thấy tình trạng của nó rất là hoàn hảo nha. Cái khoang nội thất của CD thì nó hầu như rất là ít bụi và màu sắc của nó này rất là tươi mới ha. Cái khung sườn này cũng vậy, không có bị hoen ố hay là ngã màu. Về phần nguồn thì chúng ta sẽ có ba cái tân phô xuyến ở đây. Và tân phô xuyến thì nó sẽ có cái hiệu suất cao hơn rất là nhiều so với cái tân phô AI thông thường. Và trên cái dòng 55ES thì nó sử dụng tới 3 cái lần. Đại đa phần những cái dòng máy khác thì nó chỉ có 1 hoặc 2 thôi các. Đây là cái phần bo nguồn của nó nè. Đây là cái bo giải mã tín hiệu và chúng ta sẽ có hai con chip xử lý tín hiệu ở đây. Ở vị trí này. Hai con được đặt đối xứng nhau nha các. Đó. Đây là dàn cơ của nó rất là dày và làm cực kỳ cứng cáp ha. Nội thất rất là đẹp. Bây giờ thì các anh quan sát luôn cái phần mặt sau nha.
Bách quay video, Bách hay để cái máy vậy, Bách xoay xoay nè. Có nhiều anh góp ý bảo là làm cái bàn xoay, nhưng mà nói thật tình là bây giờ nhà nó nhiều đồ quá, cho nên là sắm thêm cái gì đó là nó không có chỗ để anh. Rồi, ở đây là khoang nội thất nè. Chúng ta sẽ có series máy là 2531915. Và con này thì được sản xuất tại Nhật ha. Đây là cái phần góc cạnh mặt sau của nó nè, dây nguồn zin rất là lớn. Bề mặt sơn cực kỳ đẹp nha các anh, nó không có bị cái dấu hiệu nổi những cái gân lên và nó còn rất là đều màu nè. Tất cả những chi tiết ở đây. Rồi, đây là cái giắc cắm AV và các anh thấy là cái lớp mạ vàng của nó còn rất là mới. Thì con này nó là CD thuần nha các anh, nó không phải là CD có tích hợp DAC. Cái chỗ này là digital out, có nghĩa là tín hiệu kỹ thuật số đầu ra chứ không phải là đầu vào, cho nên là chúng ta không có làm DAR được. Con này nó là CD thuần thôi. Đánh giá về chất lượng âm thanh, dòng XA55ES này nó mang một cái đặc trưng rất riêng của Sony, đó là tiếng của nó rất là tươi sáng. Và khi mà chúng ta nghe nó luôn luôn tạo cho mình cái cảm giác tươi mới trong những cái tiết tấu âm sắc của cái bản nhạc. Con này thì tình trạng các anh vừa quan sát rất là kỹ rồi ha. Và đợt này thì nó có một cái mức giá rất là tốt so với năm ngoái. Dòng này thì không có mua được nhiều các anh. CD Sony ở phân khúc trung trở lên á thì nó không có thường xuyên. Con này cuối năm ngoái Bách bán một con với giá là 12.500.000 và không có remote nha. Thì con này tình trạng máy rất là tốt và có remote zin luôn. Đợt này Bách mua được một mức giá rất là hợp lý và hiện tại thì nó sẽ có mức giá bán là 11.500.000 nha các anh. Mức giá này không bao gồm tiền phí vận chuyển. Và nếu như mà các anh có thêm thắc mắc hay là những cái nhu cầu gì đó liên quan tới các cái sản phẩm Bách giới thiệu ở đây, các anh vui lòng liên hệ trực tiếp với Bách qua số điện thoại trên tiêu đề của video nha. Dưới phần mô tả của video này thì nó sẽ có đầy đủ những cái thông tin liên quan tới sản phẩm và cái địa chỉ liên hệ của Bách. Và Bách cũng có để luôn cái link database ở trên cái phần mô tả đó về cái sản phẩm này. Thì cái đó nó là cái thông tin chính xác do nhà sản xuất người ta đưa ra. Cho nên là nếu như các anh còn thắc mắc gì đó, các anh có thể tham khảo kỹ hơn ở trong cái trang database đó. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các anh trong các video lần sau ạ.